Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Xem Ngày Tốt trên kênh Phong Thủy Tự Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái ngày tốt của Bốc Bát Hương trong tháng 2 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như chúng ta biết, tháng 2 âm lịch đúng không? Nó là tháng Quý Mão. Ngày mùng 1 đó là ngày Ất Mão. Đấy. Và tháng 2 âm lịch nó gồm có hai tiết Kinh Chập và Xuân Phân. Thì cái Kinh Chập nó khởi từ ngày mùng 5 tháng 3. Tức là cái ngày mùng 3 tháng 2 này. Ngày mùng 3 tháng 2 nó bắt đầu vào cái tiết khí của tháng 3 là ngày Đinh Tị. Và cái tài liệu Bốc Bát Hương này thì chúng ta căn cứ vào cái gì? Cái Ngọc Hoàng Thông Thư, cái thông thư, quyển thông thư này. Thì quý vị có thể tham khảo ở quyển sách này. Nó có mấy chục nghìn thôi, hình như 40 nghìn thì phải. Đấy, quý vị mua về tham khảo nếu mà muốn về xem ngày. Nhá. Thì trong cái về ngày tế tự Bốc Bát Hương các thứ thì ở trong Ngọc Hạp có viết là ông Hứa Chân Quân thấy người đời tác phúc thi nguyện, bái biểu thượng trương làm ma chay, có người được phúc, có kẻ thì mang tai họa. Đấy, có nhà làm lễ cầu đảo thì sinh ra họa phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Đấy. Thì sau đó ông đã viết ra những ngay cái ngày trong 60 hoa giáp. Thì những cái ngày trong 60 hoa giáp là ngày để làm gì? Đấy. Và áp dụng với từng tháng như thế nào? Thì tôi cũng đã làm ra một bảng này. Đấy, tôi ghi hết ra và tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn. Để quý vị và các bạn làm cho nó được đúng. Đấy. Thì đầu tiên việc bốc bát hương đúng không? Chúng ta đầu tiên trong bát hương, để cho bát hương được linh ứng, để cho lưu giữ lời cầu nguyện của gia chủ, thì cái bát hương đầu tiên nó cần phải có gì? Có thất bảo. Đấy. Trong bát hương phải có thất bảo và gì? Phải là thất bảo chuẩn nhé. Thất bảo chuẩn nhé. Thì cái thất bảo này ở những phong thủy độc tài được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị, kèm theo tất cả cái thủ tục để bốc lại bát hương. Đấy, thì quý vị hãy sử dụng cái gói thất bảo chuẩn để quý vị gì bốc lại bát hương thờ cúng cho được ý nghĩa và đúng. Đã bước vào nội dung chương trình là chúng ta chia sẻ về cái ngày tốt bốc bát hương. Thì ngày tốt bốc bát hương đầu tiên thì chúng ta phải xét lại trừ những ngày đại kỵ đã, ví dụ ngày thụ tử này, ngày thụ tử, ngày nguyệt kỵ, ngày nguyệt phá, ngày sát chủ. Đấy, thì chúng ta sẽ không dùng để bốc bát hương, không bốc những ngày này vì nó cũng không được cắt lành. Đấy. Thì bây giờ ta xét đến cái những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch nhé. Tháng 2 âm lịch đúng không? Thì các ngày ngày mùng 1 là ngày Ất Mão thì là ngày xấu rồi, chúng ta không dùng. Ngày mùng 2 là ngày Bính Thìn, nó phạm vào thụ tử. Ngày mùng 3 là Đinh Tị. Ngày Đinh Tị, ngày Mậu Ngọ, ngày Kỷ Mùi ấy, thì chư thần tại thiên 4 ngày này nếu tế tự bốc bát hương thì là rất xấu, chúng ta không dùng. Tiếp theo là gì? Đến ngày mùng 8 tháng 3 tức là ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch. Nó là ngày Canh Thân, thì sao của nó sao rực và trực là trực chấp. Đây là ngày mở cửa ngũ phúc, cửa trời mở rộng, làm tế lễ, ma chay thượng biểu, bốc bát hương thì được phúc 100%. Nói chung là quý vị làm lễ tế trong ngày này thì cũng rất là tốt. Đấy là ngày mùng 5 tháng 2, là ngày đầu tiên, ngày tốt đầu tiên. Đấy. Ngày tiếp theo là ngày mùng 7 thì là ngày Tân Dậu, thì nó bị là ngày Nguyệt Phá, chúng ta không dùng. Mùng 8 này, ngày Nhâm Tuất và ngày Quý Hợi, là ngày lục thần, tức là ngày lục thần cùng nhật. Nhân gian nếu mà cầu phúc sẽ phạm phải cô quả bần cùng, mọi việc đều không tốt. Tức là ngày Nhâm Tuất và ngày Quý Hợi này làm việc tế tự thì là rất là xấu, không tốt, chúng ta không làm. Ngày mùng 10 thì nó là ngày tốt nhưng mà lại phạm vào sát chủ, chúng ta cũng bỏ qua. Chúng ta xét ngày 11 là ngày Ất Sửu, có sao phòng, trực là trực khai. Ngày này các thần đều ở dưới đất, nếu làm chay này, lễ Phật cầu thần, cầu phúc, cầu tự, bốc bát hương thì được tốt. Đấy, thế ta sẽ có ngày tốt thứ hai cho việc bốc bát hương. Quý vị lưu ý nhé, đây chỉ là ngày tốt để bốc bát hương, để cho việc thờ cúng tế lễ thôi, chứ một số việc thì chúng ta cũng không nên làm vào ngày này. Nhớ nhé, chỉ làm việc bốc lại bát hương, cầu phúc, bốc bát hương và tế lễ. Tiếp đến ta xét ngày tiếp theo là ngày Bính Dần, thì ngày Nhật Thư tại thiên nếu mà dùng sẽ chiêu tai họa, thì chúng ta không dùng. Ngày 12, ngày 13 là tháng 2 là ngày Đinh Mão. Ngày Đinh Mão, ngày Mậu Thìn, ngày Kỷ Tỵ thì đây là 3 ngày tốt. Thì bách thần ở dưới đất 3 ngày này là rất tốt cho việc bốc bát hương, cầu phúc, cầu tự, lễ bái thì được tốt 100%. Đấy, được tốt 100%, tức là ngày này rất tốt. Nhưng mà riêng có ngày 13 này quý vị không dùng nhá. Ngày 14 là ngày Mậu Thìn. Ngày Mậu Thìn phạm thụ tử thì quý vị không dùng. Nếu như vậy là chúng ta sẽ dùng được cái ngày là Đinh Mão đúng không? Đinh Mão là ngày thứ tốt thứ 3 này. Và một ngày Kỷ Tỵ là ngày tốt thứ 4. Chúng ta không dùng ngày Mậu Thìn nhé. Đó. Còn ngày Canh Ngọ và ngày Tân Mùi thì chư thần ở trên trời, hai ngày này không nên làm lễ bái hay tế tự gì hết vì nó xấu, chúng ta không dùng. Tiếp đến là gì? Ta xét là ngày Nhâm Thân.
Ngày Nhâm Thân thì có sao hư và trực lệ trực chấp. Thì ngày này ấy, thì chư thần ở trên trời rồi lại xuống địa phủ, nếu mà tế lễ cầu phúc thượng biểu bái trương bốc bát hương thì được phúc 100%, tức là đây là sẽ là ngày tốt thứ năm đó. Ngày tiếp theo là ngày 2, ngày 19, ngày 19 tháng 2 là ngày Quý Dậu. Ngày Quý Dậu là ngày nguy, có trực là trực nguy đấy, trực là trực phá, sao là sao nguy, nhưng mà nó là ngày nguyệt phá, chúng ta không dùng, nó là ngày bình thường không phải cát nhật. Tiếp đến là ngày Giáp Tuất và ngày Ất Hợi. Giáp Tuất Ất Hợi thì là ngày 20 và ngày 21 tháng 2 ấy, thì các thần đều ở trên trời, không ở nhân gian địa phủ, nên làm lễ bái nhỏ thì được, ngoài ra thì không nên. Tức là trong cái ngày này nó cũng chỉ là ngày cát bình thường thôi, thì quý vị có thể là chọn làm được. Đấy, trong trường hợp mà cần kíp thì quý vị vẫn dùng được ngày này. Còn nếu mà không, chúng ta đầy lựa chọn nên làm gì phải chọn, đúng không? Đây là ngày bình thường nhé, không phải là ngày đại cát. Tiếp đến các ngày như là ngày Bính Tý, ngày Đinh Sửu, ngày Mậu Dần. Thì ngày Bính Tý là ngày sát chủ, ta không dùng rồi. Còn Đinh Sửu, Mậu Dần thì ba ngày này là ngày rất xấu, không nên tế tự. Vì chư thần phá thiên tào nên ai làm lễ bái cầu phúc sẽ chiêu tai họa, hao tổn về tiền của. Thì là ngày này chúng ta không dùng. Tiếp theo là xét ngày Kỷ Mão và ngày Canh Thìn. Thì hai ngày này thì các thần ở địa phủ, nếu ai làm tế lễ cầu phúc thì con cháu thì được ích cho con cháu đấy, được vinh hoa phú quý, vì ngày này là sinh nhật của tiên thánh, thì chúng ta sẽ dùng được ngày này để bốc, hai ngày này để bốc lễ bát hương hoặc lập ban thờ thờ cúng. Nhưng mà chúng ta có là cái ngày Canh Thìn ấy, tức là ngày 26 nó phạm ngày thụ tử đấy, ta không dùng nhá, bỏ này. Còn cái ngày Kỷ Mão thì là chúng ta dùng được, nhưng mà Kỷ Mão là được 6 ngày tốt thứ 6 đúng không đó. Còn các ngày 27, 28, 29 là ngày Tân Tỵ, ngày Nhâm Ngọ, ngày Quý Mùi. Thì những ngày này thì đều là những ngày xấu cho việc thờ cúng, tế tự, bốc bát hương, nó không đủ tốt, nên chúng ta cũng sẽ không dùng. Đó. Như vậy là gì? Tổng kết lại chúng ta về ngày bốc bát hương, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày tốt. 6 ngày tốt để bốc lại bát hương, lập bát ban thờ trong cái, hoặc là làm việc tế lễ cúng bái trong cái tháng 2 âm lịch. Ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 6 là ngày Canh Thân này, ngày thứ hai là ngày 11 là ngày Ất Sửu. Ngày thứ ba là ngày 13 là ngày Đinh Mão. Ngày thứ tư là ngày 15 là ngày Kỷ Tỵ. Ngày thứ năm là ngày 18 là ngày Nhâm Thân. Ngày thứ sáu là ngày Kỷ Mão 25. Ngày thứ 25 đó là 6 ngày đại cát. Còn các ngày bốc có 2 ngày tiểu cát, chúng ta bốc bát hương. Có 2 ngày tiểu cát, chúng ta bốc bát hương, vị trí là ngày tiểu cát là gì? Đó là ngày 20 là ngày Giáp Tuất đấy, và ngày 21 là ngày Ất Hợi. Đó, thì tổng cộng trong tháng 2 thì chúng ta có 8 ngày tốt để chúng ta làm việc tế tự bốc bát hương được. Nhưng mà quý vị nên chọn 6 ngày đại cát để làm cho được mọi việc được hay thông thuận lợi, và cái công việc của mình nó suôn sẻ hơn. Đấy, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để bốc bát hương trong cái tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Đó, quý vị nhớ cái việc tế lễ, cái việc cầu phúc cầu tài là nó là việc tại tâm, chứ không phải để chuyện xảy ra rồi chúng ta mới làm, đúng không? Như vậy là gì? Cái việc đầu tiên là việc thờ cúng trong bát hương nào cũng vậy, chúng ta đều phải sử dụng cái thất bảo đã. Cái thất bảo là cái thất bảo chuẩn để làm gì? Khi mà được nạp cốt bát hương ấy, và nạp cốt lô nhang, thì cái việc thờ cúng nó mới lưu giữ được cái lời nguyện cầu, nó mới lưu giữ được cái tâm, cái lời khấn cầu, và nó mới để cho bát hương nó đúng được. Như vậy quý vị hãy lưu ý trong cái việc thờ cúng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Trong quá trình bốc bát hương, thờ cúng hoặc là lập bàn thờ mà quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Lộc Tài, cũng như là liên hệ trực tiếp với thầy Tuệ Khanh để được chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.